Hello anh em, hôm nay mình sẽ review anh em cái máy tính này nha. Hôm qua không quay được, trời đất ơi. Rồi, bây giờ cho anh em xem cái máy tính nha. Đầu tiên là cái bàn phím, trời ơi, to quá. Anh em còn nhớ cái gì ta hôm trước á? Mình kêu là mình review bàn phím cho anh em xem á. Và review cả cái máy tính luôn. Đây, cái máy tính rất là to ha. Wow. Đấy, nhìn nè. Đấy, nhìn thấy chưa? Ghê chị cho nghe. Cái bàn phím này mình không có nói, nhưng mà mình cũng mà biết trước là cái bàn cái này là tầm 20 triệu nha nghe. Đấy. Ý là mình nói cả cái PC với cái này nữa nè. Là 20 triệu. Đây. Đấy. Rồi, hello. Hôm nay bây giờ mình đi xem cái này nhá. Rồi, đây. Đầu tiên spec. Đấy. Đấy anh em. Mình rõ nhá, chứ mình không biết đọc tiếng Anh đâu, mình rõ nhá. Đây. Để này một thời gian cho anh em đọc. Đấy, anh em đọc xong rồi. Bây giờ là mình sẽ tiếp theo là mình sẽ qua cái cửa bàn này nha. Đây, 1660 đúng không? 1660, đấy. 1660, đấy. Rất là nhiều luôn, đấy. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ qua bên cái thiết PC này. Đây. Cái này lúc nãy mình cho anh xem rồi, nhưng mà mình sẽ cho xem lại trên máy tính nó kỹ hơn anh em ạ. Đấy. Trên máy tính nó cho xem kỹ hơn. Đấy. Từ từ. Wow. Đấy. Windows 10 các thứ này. Windows 10 Pro. Windows 10 Pro đó. 2019 Mister, đấy, mình cũng không biết. Pro 16 gan gì đấy, đúng rồi, 16 gan. Đấy. Video này rất là hay luôn, nhưng mà hơi ít. Đấy. Rất mượt mà luôn nha anh em. Rồi, rất mượt mà luôn. Thôi bây giờ mình sẽ mở thử Google lên. Bây giờ cho anh em xem. Đấy, anh em còn nhớ cái kia không? Anh em còn nhớ cái gì ta? Cái bạn này. Cái bạn gì mà kêu là trời đất ơi, vậy sợ. Cái máy tính quý á. Đây, đây, mình sẽ cho anh em xem cho cận cảnh. Đấy, cảm ơn anh em là mình đã được 32 người đăng ký rồi ha. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái này. Đây, ở cái kiện ta. Đây, tiếp. Đấy, 60 địa bạn. Để tôi 60 bạn xem. Từ từ, tập một cái. Đây. Đấy anh em. Đây, sự nghiêm túc cộng vui vẻ. Chúng ta chỉ cho quán lên tên ít ai xem. Đấy, đấy đề nghị mua mày tới. Mới. Ôi, nó mua mày mới nha. Đây, lúc nãy cho anh xem đấy. Lúc nãy cho anh xem máy tính ra đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên cho anh xem cái máy tính này mực mà như thế nào, để mình chơi cái gì mà nó lát lát đi coi. Tí nữa mình sẽ quay một cái video mới.